em có chỉnh sửa một cái gốc mai vàng cả nhà ơi. Thì hiện tại là em đang làm cái vườn chuyển là ở bên Đồng Tháp ha. Đây để em quay cây cho cả nhà mình cùng xem cái bắt đầu là em tiến hành cho công việc cả nhà. Đây ngay đây nghe cả nhà, cây này thì hiện tại là một cốt chân cành đóng đều ha, đều tứ diện cả nhà. Cây này nói chung là cũng mới trồng đây ha, mới trồng rồi hôm trong Tết, nhưng mà cây thì nói chung là cũng chưa phát triển mấy ha. Sẵn đây em chỉnh sửa rồi sau đó em cải thiện cái bộ đất ra luôn ha cả nhà. Này là lý do nó cây nó không sung là do mình trồng đất nhiều quá ha, cả nhà cũng nên lưu ý điều đó ha. Mình trồng là nói chung là cũng phải kết hợp với sơ dừa với chấu ha cả nhà. Có đất này thì hầu như là mình chọn thêm phân hữu cơ nữa ha. Này lúc trước là hồi lúc cây còn nhỏ là cái tay cành này cũng đã có người chỉnh sửa nhạo sẵn rồi ha cả nhà, nhạo cũng trồng rồi ha. Giờ nói chung là mình muốn cây nó đẹp hơn thì mình phải vô mình chỉnh sửa thêm cho nó lắc lượng khúc ngoài luôn ha cả nhà. Thì cây này làm ra khá đẹp cả nhà. Cây này làm ra thì nói chung là bạn nghe ước tính là chắc có khoảng là hơn 100 kg nhôm cả nhà. Tại các tán là hầu như là các cái tay chi là hơi bị nhiều ha, với lại chi tiết là nó nhiều cả nhà. Khá cây ha, cây cái bàn quá dày tròn cả nhà, chi tiết cũng nhiều nữa ha. Nhưng mà các cái tay chi phía ngoài thì nó hơi bị đơ ha, cho nên là mình làm cho nó có cái độ lắc lượng ha cả nhà. Rồi mình tiến hành công việc cả nhà. Sau khi là mình quấn cái khoảng dưới xong, bắt đầu mình bắt vàng, mình quấn thêm khoảng trên hay quý vị. Nói chung là quấn tổng thể xong thì em mới chỉnh từ trên chỉnh dài xuống ha. Này công đoạn là mình đang vô dây quý vị. Quá trình đi nhôm cũng gần xong rồi nha quý vị. Khi mà đi nhôm xong thì bắt đầu là bấy nghĩa mới chỉnh ha quý vị. Là khi chỉnh thêm chỉnh từ trên đọt em chỉnh dài xuống ha. Với lại em làm quen rồi quý vị ơi, chứ con số anh em thì thường chỉnh từ dưới chỉnh dài lên trên ha, nhưng em thì chỉnh từ trên chỉnh dài xuống ha. Khi em tháo vàng ra cái lập rồi em chỉnh dài xuống là xong luôn quý vị ơi. Thì cây này chỉnh xong thì cũng khắc phục lại cái bộ đất luôn ha quý vị, khắc phục lại cái chất chồng luôn ha. Với lại mình cũng tưới cái kết rễ vô luôn ha quý vị ơi. Cây này làm ra là khá cây quý vị. Vâng, hiện tại thì bảy nghĩa đang chỉnh từ trên chỉnh dài xuống ngang quý vị ơi. Rồi phía dưới thì hầu như là cũng đang đào cái bộ đất ra ha. Thì hầu như là cây này là mình cũng đào cái bộ đất ra đang mình xử lý cái chất chồng lại quý vị ơi. Vì cái chất chồng là không có phù hợp ha. Mình xử lý nên cái vấn đề là khi cái cây nè mới trồng cũng được khoảng thời gian rồi nhưng mà nó không có mấy gì sung ha. Rồi sẵn đây mình xử lý luôn cho anh trai luôn ha quý vị. Sẵn cái khoảng thời gian là mình đang vô dây chỉnh sửa ra này ha, thì mình xử lý luôn quý vị. Cái này là mình đã khử cái bầu rễ nghe cả nhà. Nói chung này mình khử từng bên ha. Hiện tại là đất này mình đã kết hợp với chỗ chấu ha cả nhà. Vì đất đã có sơ dừa sẵn ha. Nói chung là mình trồng đất mình lót ở dưới đáy là mình nên chọn chỗ chấu là ok ha cả nhà. Để cho là tương lai lâu dài là cây nó không có bị làng ha cả nhà. Thì sau khi là cái chất chồng là mình đã thay cho cái cây nó xong xuôi hết là bắt đầu mình tưới thạch đẫm nha quý vị. Tưới thạch đẫm rồi sau đó bắt đầu là em tưới kích rễ với nấm rễ luôn ha. Thì hiện tại bên em là cũng có cung cấp thuốc nấm rễ và kích rễ luôn ha quý vị ơi.
anh em nào mà có cây si, cây lá me ha, thì cứ liên hệ với em ha, rồi em xem tình trạng cây rồi em tư vấn cho xài quý vị. Cây này thì nói chung em mới chỉnh cái khoảng trên thôi ha, ở dưới thì chưa chỉnh ha quý vị. Thì em cải thiện là em chỉnh sửa chi cành ở trên, rồi sau đó là nếu mà bộ đất trồng của mình không phù hợp thì em cũng chỉnh sửa lại cho quý vị luôn ha. Cổ lên trên ghế nè. Thì nói chung là cái cây này là hiện tại nó cũng mình chỉ mới trồng thôi, cho nên mình lắp cái bộ rễ lên quý vị. Một thời gian nếu mà rễ phát triển mạnh rồi thì tới lúc đó mình mới phơi đế ra ha. Thì khi mà cây đã phát triển rễ ok rồi thì sau này mình chải đế, bắt đầu mình mới phơi đế luôn ha quý vị. Vâng, hiện tại tác phẩm đã hoàn thành cái công đoạn chỉnh sửa rồi nghe quý vị ơi. Thì cây này làm rồi thì ước tính là trên 100 kg nhôm ha quý vị. Hiện tại thì các tán đã đều vào ok hết rồi ha. Giờ chỉ còn là mình chăm cho cây tốt mà là ok ha. Với lại bây giờ là mình đang tứ kích rễ ha quý vị. Như mình đã nói ha, anh em nào mà có cây si yếu ha thì mình cũng có cung cấp kích rễ luôn ha, với thuốc nấm ha. Anh em nào có nhu cầu thì cho mình hay nha, liên hệ với mình. Cái này làm ra khá cây quý vị ơi. Này cũng đang tứ kích rễ ha. Tưới cho đều đều vô. Cái này làm ra quá đỉnh quý vị ơi. Tán nó đều hết rồi nghe quý vị. Quá pip. Nói chung là cây này tàn rất là lớn hay quý vị ơi. Này tàn ngang là hơn 5 mét hay quý vị. Gần 6 mét ha. Tại chi là lắc lượng đều tán hết hay quý vị. Đây quý vị coi các cái đường lắc lượng. Như mình chỉnh sửa là các tai chi đều lắc lượng hết ha. Được cái là cái cây này là tai chi là cũng vừa chỉnh ha quý vị ơi, cũng vừa chỉnh ha, nên chỉnh ra hơi nó khá cây ha. Quá vip rồi. Khi mà mình làm xong nói chung là mình cũng tứ thật đẫm ha, tại vì cây này thì mình cũng cải thiện bầu đất chắc trồng lại quý vị ơi. Rồi sau đó là bảy nghĩa em cũng tứ kích rễ với thuốc nấm ha, để mình xử ngăn ngừa nấm thối rễ ha quý vị.
với lại kỹ thuật tưới nước á, là hàng ngày nè, chưa nắng ha. Nói chung là khi mà nắng á, là quý vị nên tưới tàn ha, tưới tàn cho cái cây nó mát ha quý vị, để cây không bị mất nước ha. Thì mình kỹ cái là cái đường thân ha, đường thân chính giữa thì mình có quấn bao lên ha quý vị. Nói chung là quý vị quấn bao cũng được ha, có giải cũng được ha, quấn lại nói chung là che mát cho cây quý vị. Còn đối với những cái tàn lớn như vậy là mình không nên che nước lan ha, thì nước lan nhiều khi nó giặt rồi nó cũng ghim rễ ha quý vị. Với lại trồng thì bãi nghĩa em cũng có chổi ha, chổi cho nó cứng đàng hoàng ha quý vị. Rồi tới đây thì bãi nghĩa em cũng xin chào cả nhà nha, và hẹn gặp cả nhà clip sau ạ. Và không quên chúc quý vị có một ngày vui khỏe ạ.